Chào mừng các bạn đã quay trở lại video của May. Lại một tuần đã trôi qua rồi và xin được nhắc lại, đây là một chiếc kênh nhỏ nhỏ xinh xinh để tớ chia sẻ tất cả những cái chuyện đi học và đi làm, nói chung là về cơ bản là kinh nghiệm sống của tớ. Và hy vọng rằng là với những thông tin này thì các bạn sẽ có thể rút ngắn được vài năm kinh nghiệm cuộc đời. Video clip của tớ thì thường lên vào mỗi 9:15 tối chủ nhật hàng tuần. Rất vui vì tối nay được gặp lại với các bạn. Hôm nay sẽ là một câu chuyện liên quan tới hóng drama. Cái bình thường khi mà bọn mình đi làm hoặc là trong cuộc sống hàng ngày hoặc là từ bạn bè này rồi từ đồng nghiệp này thậm chí từ đồng nghiệp cũ rồi là từ bạn đại học ấy, tức là trong hầu như trong cuộc sống hàng ngày thì có một cái việc mà chúng ta thường rất háo hức khi được nói tới, đấy chính là hóng drama của người khác. Đương nhiên là đây là câu chuyện hóng drama của người khác, chứ còn nếu mà trong trường hợp mà bản thân mình bị cuốn vào drama thì tôi sẽ trả lời trong một chiếc clip khác. Nhưng về cơ bản thì cái chuyện hóng drama nó gần như là nó sẽ diễn ra hàng ngày. Thế thì trong môi trường bạn bè thân thiết hoặc bố mẹ thân thiết hoặc gia đình thân thiết thì thôi không nói. Thế nhưng ví dụ như là trong câu chuyện là đồng nghiệp chẳng hạn thì hóng drama như nào cho nó hợp lý để bản thân mình không bị đẩy vào trong tình trạng là trở thành một trong những cái cá nhân đi chim lợn người khác, hoặc là bản thân mình không trở thành một cái hình ảnh xấu trong mắt những cái người đồng nghiệp của mình thì là một kỹ năng cần phải học. Cái này tớ nghĩ rằng là nó cũng được tính ở trong việc ứng dụng EQ, làm sao để cho bản thân mình có một cuộc sống văn phòng nó hòa hợp mà nó khiến cho mình cảm thấy rằng là dù là mình đi hóng drama mỗi ngày đây, nhưng mà thực ra là mình không phải là một đứa xấu tính, một đứa chim lợn hay gì cả. Thế thì hy vọng rằng là những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn nha. Điều đầu tiên tớ nghĩ là bọn mình nên phân biệt các cái đối tượng mà bọn mình đang hóng drama. Ví dụ như là cái người mà kể chuyện cho mình, nó có phải là người, họ có phải là người ở trong cái câu chuyện đấy hay không, hay họ là một người đi nghe kể lại. Rồi là bản thân mình có cái quan điểm thế nào đối với cả cái người ở trong câu chuyện và đối với người kể chuyện. Rồi là bản thân mình có phải là một trong những nhân tố tác động đến drama hay không. Thực ra là cái này nó giống như kiểu là quan điểm sống ấy, tức là các bạn nên để ý đến những cái này để tránh bản thân mình rơi vào cái tình cảnh là mình trở thành một cái nhân tố tác động xấu đến câu chuyện, và nó dẫn đến việc rằng là người ta sẽ nhìn cái phản ứng của mình và người ta tiếp tục thêm mắm dặm muối vào trong cái câu chuyện drama đấy và tiếp tục kể cho người khác. Thì cá nhân tớ cũng là một người đã từng là drama, đã từng là một phần của drama, rồi đã đi hóng drama của người khác, rồi là bây giờ mình cũng nghe những cái câu chuyện lời ong tiếng ve các thứ nhiều lắm. Thế thì tốt nhất là mình nên phân biệt rõ, đặc biệt rằng là quan hệ của mình với cả cái người kể drama cho mình nó ở cái mức độ nào. Cái chuyện phân biệt rõ này sẽ giúp cho các bạn điều chỉnh được cái thái độ nghe của mình, cũng như là cho mình có một cái không gian để thay đổi tâm trạng một cách phù hợp trước khi mà chúng mình nghe cái câu chuyện drama đấy. Bởi vì bạn biết rằng là nếu như mà bạn mình là người kể drama cho mình và người là người ở trong câu chuyện đi, thì rõ ràng là mình sẽ có cái sự đồng cảm nhiều hơn, đúng không? Hoặc là ví dụ như là cái đứa mà mình ghét là cái đứa ở trong drama và đây là mình đang nghe cái đứa mình quý kể lại drama chẳng hạn. Thế thì bạn sẽ có một cái tâm thế là cười trên nỗi đau khổ người khác, hoặc là thờ ơ, hoặc là kiểu đáng đời kiểu thế. Tức là về cơ bản rằng là mình nên có một cái sự điều chỉnh nhất định để cho bản thân mình, cái cơ mặt của mình nó không có bị quá là phũ phàng, hoặc là nó không thể hiện quá nhiều những cái cảm xúc ở bên trong. Cái này thì không biết là nó có trở thành bị quá so với nhiều bạn không, nhưng mà tớ nghĩ rằng là nếu như bạn nào ở trong một môi trường mà nó nhiều drama thì bọn mình thôi, thì tốt nhất là bọn mình nên nên để ý một chút. Thế thì hầu hết là khi bọn mình hóng drama là để vui thôi. Thế nhưng mà về cơ bản là tớ nghĩ rằng là bọn mình hóng drama ấy, nó có thể giúp cho bọn mình rất nhiều thứ. Thứ nhất là bọn mình biết được thông tin, có những chuyện xung quanh chúng ta đang xảy ra như thế nào, rồi là cách phản ứng của mọi người đối với chuyện đấy như thế nào, rồi là bản thân cái người ở trong câu chuyện, cái drama đến ập đến người ta là chuyện tốt, chuyện xấu, rồi là khi mà cái câu chuyện drama nó xảy ra thì nó tác động đến như thế nào. Thì chúng ta về cơ bản rằng là khi bọn mình ở trong những phòng ban khác nhau mà bọn mình hóng được drama ở các phòng ban khác thì thực ra nó rất có ích cho mình đấy. Tức là mình có thể biết được à, tình hình của cái phòng ban đấy nó như thế, rồi là bản thân mình nếu mà mình rơi vào tình huống đấy thì mình có xử lý được hay không, hay là bản thân mình nếu như mình ở trong cái tình huống tương tự như thế thì bài học rút ra cho mình là gì. Tức là về cơ bản là khi bọn mình đã hóng drama thì nó không nên chỉ là một câu chuyện vui, tức là ở trong lòng mình ấy, tức là đương nhiên là mình không phải là mình cứ bô mình thể hiện cái chuyện đấy ra cho người khác nhé, nhưng mà ở trong lòng mình ấy thì mình nên nên có một cái nhìn nhận về cái câu chuyện drama một cách toàn cảnh, rằng là à, cái chuyện đấy nó xảy ra vì lý do gì, mình có phải là một phần ở trong đấy hay không, hoặc là những cái phần ở trong đấy, những cái phân nhân tố ở trong cái câu chuyện drama đấy thì nó sẽ giúp ích được gì cho mình. Thì tớ nghĩ rằng là nếu như mình ôm một cái tâm thế là
mình học được cái gì đấy. Thì mỗi một câu chuyện dù tốt dù xấu, dù là chuyện cười, chuyện tấu hề hay là chuyện buồn nó xảy ra trong quanh ta, thì chúng mình đều ôm một cái tâm lý đứng đắn, một cái tâm lý nó gọi là tam quan chuẩn mực ấy, để bọn mình đối mặt với những cái việc đấy. Thì nó sẽ ít tạo cho người nghe cái cảm giác là bạn đang đùa cợt theo kiểu dạng là kiểu cợt nhả ấy. Còn đương nhiên là nếu như đó là drama vui bình thường thì có thể là mình với bạn thân của mình với đồng nghiệp thân thiết thì chúng mình vui vẻ, chúng mình hả hê một chút không sao. Nhưng mà nếu như nó là một cái tình huống drama mà nó mang tính hơi bi kịch một chút, thì bọn mình nên có một cái nhìn nhận rằng là à, cái câu chuyện nó xảy ra và nếu như mình ở trong tình cảnh đấy thì mình nên làm như thế nào. Khi mà chúng mình nói chuyện về cái drama đấy, thực ra là về quan điểm của cá nhân tớ, thì tớ sẽ không đưa ra đánh giá về cái chuyện là cái drama đấy là tốt là xấu, là đáng đời hay không, hay là may mắn hay không, hay là như thế nào đấy. Bởi vì thực ra là bọn mình chỉ nghe được cái một phần, một lát cắt, một phần kết quả, hoặc là một cái mẩu gì đấy nó rất nhỏ từ cái người đang kể cho mình thôi. Hoặc là có thể là nếu như bạn mình đang là người ở trong drama mà mình được theo dõi từ đầu đến cuối chẳng hạn, thì ok là mình biết được cái câu chuyện. Thì tôi nghĩ rằng là nếu như trong trường hợp mà bạn đang hóng hớt drama từ một người khác, thì bọn mình nên có một cái thái độ cởi mở và một cái quan điểm rằng là bọn mình nghe để bọn mình biết thông tin, chứ không phải là bọn mình hóng hớt để bọn mình đi châm lợn. Thì lúc đấy thì cái cách thể hiện của mình nó sẽ dễ dàng, dễ chịu hơn, và nó sẽ mang lại cho người ta một cái cảm giác thoải mái hơn. Một cái nữa mà tôi cũng nghĩ là tôi nên chia sẻ với các bạn, đấy là khi mà bọn mình tò mò về một cái drama nào đấy nhá, tức là ví dụ như là không ai đi kể cho mình cả, không ai có ý định cho mình biết cái việc đấy, nhưng mình đột nhiên là mình biết cái việc đấy từ lời của một ai đấy, tức là mình nghe loáng thoáng ở đâu đấy, sau đấy thì là mình quay về phòng mình hoặc là mình quay về một cái chỗ nào đấy, mình biết rằng là à, cái người đấy đang ở trong drama, hoặc là cái người đấy đang ở trong cái tình cảnh là có thể biết được nội dung drama và mình muốn hóng câu chuyện từ người đấy chẳng hạn. Thì tớ nghĩ rằng là khi mà mình đã chủ động gợi chuyện, khi mà mình đã chủ động là mình muốn biết cái drama đấy, mình chủ động mình đi hóng cái drama đấy mà không phải là do người ta chủ động kể cho mình nhé, thì về cơ bản là tớ nghĩ cái này nên khéo léo một chút. Nó sẽ khéo léo trong cả cách đặt câu hỏi, trong cách gợi chuyện. Về cơ bản là bạn nên thể hiện rằng là mình là một người chỉ lắng nghe thôi, chứ mình sẽ không phán xét về cái câu chuyện drama đấy. Mình hỏi về cái drama đấy nhưng mà mình không có kiểu vòng vo tam quốc, kiểu vằn vèo là từ câu chuyện A sang câu chuyện B sang câu chuyện C rồi mới đến cái drama. Hoặc là đừng có chỉ cây dâu mắng cây hòe, hoặc là đừng có lấy ví dụ ở một cái câu chuyện ở đây bạn bịa ra ví dụ thế về một cái câu chuyện trong quá khứ để lấy ví dụ một cái tương tự như cái drama đấy, sau đấy thì bạn nghĩ rằng là à, khi mà người ta có cái sự tương đồng thì người ta sẽ kể cái drama đấy cho mình. Nó không nên quá là vòng vo tam quốc, nó không nên quá. Bạn có thể thẳng thắn hỏi luôn theo dạng là em vừa biết là thực ra là em hóng được thôi, nhưng mà chị ơi, cái chuyện đấy nó xảy ra với chị thì thực ra là em rất chia sẻ với chị, thì không biết là em chả nghe được câu chuyện đấy một cách chuẩn chỉnh từ đâu cả, nên em không biết tin vào ai, nên bây giờ chị có thể chia sẻ cho em được không? Hoặc là em vừa được biết là cái con bé bên phòng bên kia nó bị như thế, bị A, B, C, B, D. Thế thì nhưng mà em không tin là nó bị như thế đâu. Thế bây giờ chị có biết không thì chị share cho em, để có gì còn em còn đi nói lại với mấy cái bà kia ví dụ thế chẳng hạn. Tức là mình cho người ta thấy một cái sự đồng cảm nhất định, và mình cho người ta thấy rằng là mình không có đem cái chuyện drama đấy đi làm chuyện hài, chuyện tấu hề, chuyện vui, chuyện để xỉa sói, chuyện để tọc mạch, chuyện để chim lợn. Và thực sự mà nói ý, về quan điểm ấy thì tớ không bao giờ muốn để cho người khác được nghe cái drama nào đi chăng nữa, dù là drama của tớ, drama của người khác, drama của ABCD, từ miệng mình ra theo hướng tiêu cực. Đồng ý rằng ví dụ như là bạn có thể lấy những cái câu chuyện của bản thân bạn trong quá khứ ra để làm bài học cho chính mình và chia sẻ. Ví dụ tớ cũng thế chẳng hạn. Tớ cũng hay chia sẻ những cái câu chuyện mà tớ đã từng gặp trong quá khứ để tớ lấy làm bài học kinh nghiệm, và tớ cũng chia sẻ tất cả những cái điều đấy cho các bạn đúng không? Nhưng mà về cơ bản rằng là tớ không đem cái chuyện đấy ra để tớ tổng sỉ vả những người trong quá khứ là một. Tớ không đem cái chuyện đấy ra để tớ nói rằng là à đấy, cái con mà tao ghét thực sự nó đáng đời, nó đáng bị như thế, để mình hả hê trên nỗi đau của người khác. Bởi vì khi mà người ta đã bị cuốn vào cái tình huống đấy rồi, rất là không ai mong muốn cả. Thì về cơ bản là khi mà mình đã ở trong tình cảnh là mình đi hóng drama, mình đi hóng chuyện kể, mình đi hóng cái chuyện hài, mình đi hóng cái chuyện thiên hạ chẳng hạn, thì tốt nhất là mình hóng để mình biết thôi. Mình không nên đi hóng để rồi cuối cùng là đặt bản thân mình trong cái tình cảnh là đi hả hê xong đi kể lại cho người khác. Thì cái chuyện mà bọn mình nói ra từ miệng mình về một cái drama nào đấy với một cái ý xấu, nó sẽ tạo ấn tượng rất xấu đối với người khác. Người ta sẽ cảm thấy rằng mình là một đứa chim lợn, và mình thực sự là một đứa
sống nó không có biết điều. Về cơ bản là khi mà bọn mình sống ở trong một cái xã hội như bây giờ ấy, mình nên sống sao cho kín đáo. Mọi thứ nó đã quá là open rồi. Nào là mạng xã hội, nào là YouTube, nào là Facebook, nào là TikTok, nào là tất cả các cái nền tảng xã hội. Bọn mình đã chia sẻ cuộc sống hàng ngày, bọn mình đã chia sẻ thói quen, bọn mình đã chia sẻ kinh nghiệm, bọn mình đã chia sẻ sở thích, chia sẻ cái sản phẩm mình dùng. Tức là hầu như là mọi thứ nó đã được public online rồi. Thế thì bây giờ trong những lúc cần kín đáo, trong những lúc cần thể hiện cái sự kín đáo của mình thì phải thể hiện. Thứ nhất là giữ bí mật cho người khác. Thứ hai đấy là không có bàn tán drama ra vào theo dạng gọi là kiểu nói ý xấu, nói tọc mạch cuộc đời riêng tư của người khác. Và đặc biệt rằng là mình không nên để cho người ta thấy rằng là mình đang đánh giá một ai đấy thông qua một drama nào đó, một cái lát cắt của cuộc đời của người ta, hoặc là một cái góc độ nào đấy mà thậm chí mình cũng thực sự không hiểu hết toàn bộ con người người ta, mà mình lại cũng cứ đi đánh giá là người này người kia rồi họ AB họ CD kiểu như vậy. Thì thứ nhất là nó vừa rèn luyện một cái đức tính tốt cho mình, đấy là mình biết giữ bí mật. Thứ hai đấy là cũng cho người ta thấy rằng là mình là một con người có nhân phẩm tốt. Và điều cuối cùng mà tớ cũng muốn chia sẻ với các bạn trong cái chuyện hóng drama ấy, đấy là thực ra mà nói ấy, bọn mình không nhất thiết là chuyện gì bọn mình cũng phải hóng, không nhất quyết là chuyện gì bọn mình cũng phải tát một miếng, và không nhất thiết là kiểu lúc nào cũng phải thể hiện quan điểm là này theo quan điểm của tôi là, theo quan điểm của em là. Thực ra là không nhất thiết phải như thế. Chuyện thiên hạ, chuyện ngoài kia thì nó nhiều lắm. Tốt nhất là mình chỉ nên quan tâm đến những việc của mình thôi, và tốt nhất là mình chỉ nên quan tâm đến cái mà mình có thể thay đổi được và là cái mà mình có thể tác động đến được để cho nó tốt lên. Còn chuyện của thiên hạ xong rồi mình cứ đem về nhà mình, xong rồi là mình lại đi kể lại cho những người xung quanh với một cái giọng rất là đánh giá, hoặc là người đấy là sai, người kia sai, xong cuối cùng là lỡ chẳng may mình đánh giá nó không đúng mình lại quay xe chẳng hạn. Nó tạo cho người khác một cái cảm giác là mình rất là ba phải, mình thậm chí là có thể nói là lật lọng. Thì tớ thấy rằng là không nhất thiết cái drama nào mình cũng phải hóng, không nhất thiết là cái drama nào mình cũng phải biết tường tận từ A đến B đến C. Mình nên biết ở mức độ vừa phải, và mình biết các cái thông tin đấy là để support cho bản thân mình, cho cái công việc của mình, để mình biết rằng à, cái người để có cái tính cách như thế thì mình biết làm thế nào để mình sử dụng cái tính cách đấy một cách phù hợp với mình. Mình biết rằng là người ta là một người hơi đồng bóng một tí, hơi óng ẹo một tí thì mình nịnh một tí cho xuôi xong việc chẳng hạn. Hoặc là mình biết là người ta là một người mà rất là cứng nhắc, rất là cứng rắn, rất là nguyên tắc. Thế thì khi mình làm việc với người đấy thì mình biết lựa làm sao để cho người ta thấy rằng là mình cũng là một người rất là tôn trọng các cái nguyên tắc. Hoặc là nếu như người ta là một người nhây, một người không có tôn trọng gì deadline hết, rồi là một người mà lúc nào cũng bị kiểu đánh giá này nọ kia rồi, thì mình cố gắng là mình tránh đi, mình tránh những cái mặt xấu và mình chỉ tận dụng những cái mặt tốt thôi. Bản thân tớ cũng là một người thường xuyên ở trong một cái môi trường phải nói là cũng hơi drama một tí, và mỗi ngày mình trải qua mình đều thấy là câu chuyện A, câu chuyện B, câu chuyện C, người này người kia bị đánh giá. Thế thì khi mà mình ở trong một cái môi trường như vậy, khi mà tớ ở trong một cái môi trường như vậy, thì tớ luôn luôn dặn bản thân mình rằng là ít nhất là mình sẽ sống kín đáo cho bản thân mình đã. Còn sau này nếu như mà cái câu chuyện mình, nếu như bản thân mình mà bị biến thành drama thì mình cũng không có cái cớ để cho người ta thêm mắm dặm muối rằng là á, ngày xưa con bé này nó cũng drama người khác, nó cũng đi chim lợn, nó cũng ABC, để cuối cùng là bây giờ người ta lại có thêm cớ để người ta chọc ngoáy mình chẳng hạn. Chốt lại là trong một cái cuộc sống của mình như thế này bây giờ, khi mà bọn mình có quá nhiều các cái phương tiện thông tin truyền thông, khi mà bọn mình có quá nhiều mạng xã hội, khi mà cái câu chuyện vì làm video clip nó trở nên quá là dễ dàng, khi mà thể hiện quan điểm cá nhân, khi mà màu sắc cá nhân, rồi là khi mà mọi thứ, mọi luồng thông tin nó quá là hỗn loạn, rồi là câu chuyện drama, rồi là câu chuyện bóc phốt nào, rồi là câu chuyện lật mặt, rồi là câu chuyện quay xe, rồi nhiều thứ nó xảy ra, thì cuộc sống của mình nó cũng sẽ trở nên hỗn độn hơn. Thế thì tớ hy vọng rằng là với những cái chia sẻ này thì tớ sẽ mong các bạn rằng là khi mà bọn mình hóng drama thì hóng sao cho nó vừa phải, hóng sao cho nó hợp lý với cái tình huống của mình, để mình không có bị đặt vào trong tình huống ra là mình bị drama ngược trở lại vì mình đi hóng drama của người khác. Ví dụ như này, bạn cứ tưởng tượng như là nếu như bạn đi hóng drama và sau đấy cái chuyện hóng drama của bạn nó phô á, nó đúng kiểu bạn thể hiện rõ ràng là bạn đi hóng để vui ấy, bạn đi hóng hóng hớt kiểu hóng để tọc mạch, hóng để chim lợn, hóng để đấy, thì xong rồi người khác họ sẽ có cớ, họ bảo cái con bé đấy à, suốt ngày đi hóng chuyện, suốt ngày ABC, suốt ngày đi tọc mạch chuyện người khác đấy, thì tự khắc mình lại bị chụp một cái mác ở trên đầu, trong khi nhiều khi bản thân mình không phải là như thế. Thì là tớ hy vọng rằng là đặc biệt là với những bạn mà mới ra trường ấy, nhiều khi nói chuyện cư xử ở trong cơ quan rồi trong công ty nhiều khi nó còn hơi ngây ngô, nhiều khi các bạn không cố ý đâu, nhưng mà tự khi mà các bạn gặp một cái chuyện gì đấy các bạn buột miệng ra chẳng hạn, hoặc là khi mà các bạn muốn biết một cái gì đấy và các bạn hỏi nó không có khéo cho lắm,
tự bản thân các bạn, đặt các bạn vào tình huống khó. Thì tớ hy vọng rằng là với những bạn mà mới ra trường đặc biệt, hoặc là với những bạn mà gặp những cái tình huống hơi trớ trêu một chút liên quan đến cái chuyện hóng hớt này này, thì qua cái clip này các bạn sẽ rút được thêm một chút kinh nghiệm nào đấy dành cho mình. Chỉ là một chút thông tin thôi. Cấp độ ứng dụng như thế nào thì còn tùy người, nhưng mà tớ hy vọng là các bạn sẽ có thêm những cái ngày tháng hóng drama thật vui mà không để lửa bén lên trên người mình nhá. Video clip ngày hôm nay thì đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào 9:15 tối chủ nhật tuần sau. Bye bye.